mấy anh em nào mà cảm thấy mà trùng chân mỏi gối thì mấy anh em có thể liên hệ này, xúc với con xe này. Con này là con BMW S1000XR. Nó là thuộc trong top giống như là Muntis Chada đồ này nọ. Thì Muntis đồ thì nó sẽ của Ducati, còn thằng này nó là của BMW XR1000. Thì con này cái form ngồi nó sẽ giống như là những cái con Sport Touring mấy bạn. Form ngồi nó rất là ok. Mấy bạn nào mà cảm thấy đau lưng, ví dụ không thích Lexus, những cái con xe Lexus như Triumph hoặc là Harley á, đi thì cái nước ga của nó hơi hiền. Có nghĩa là đi là nó không có thấp cái ga đầu nhiều như những cái con Sport Touring giống vậy á, thì cái ga đầu của nó khá là ok. Hình như nó xài chung hệ máy với lại BMW S1000RR với lại S1000R, nhưng mà cục máy nó tinh chỉnh, nó sẽ nhẹ hơn tí xíu. Như cái này là cái ghi đông á, là anh chủ xe anh đã chỉnh cho nó thấp xuống dưới đây rồi ha. Còn đúng zin của nó là cái ghi đông nó sẽ đứng lên tí xíu nữa. Cái này là anh đang chỉnh thấp xuống lại cho nó sát vô trong cái người. Như cái form mình hiện tại là mình 1m65. Các bạn thấy mình ngồi không? Không. Còn mà chống chân là chống là thoải mái luôn. Để mình xuống xe một cái. Xe này nó cũng không quá nặng anh nè. Nói chung là mấy bạn nào mà 1m65 giống như mình là ngồi đi Tây Bắc là vô tư. Đây. Nếu mà mình chống hết hai chân là nó sẽ hơi nhón giống vậy. Chống hết hai chân nó sẽ hơi nhón giống vậy. Còn mấy anh em nào mà muốn hạ phục vẫn hạ phục được. Con này là deck 2019 mấy bạn. Cuối 2019 đầu 2020. Đồ đây, các bạn cho đây. Đồ nó hiện tại nó là 25.000 km. Thì nếu mà đối với một con BM 25.000 nó cũng không có quá nhiều về cái số km. Thì xe mà đã qua mà tính ra bây giờ là 4 năm sử dụng rồi. Cuối 2019, năm nay năm 2023, 4 năm sử dụng rồi. Không thể nào mà cái xe mà đi dài ngàn cây được. Vậy cái con này là con thiên về mà gọi là đi tour nhiều quá. Nên là nó sẽ cái Odo nó sẽ nhiều hơn những cái con như Sportbike hoặc là những cái con Neck. Như cái con này hiện tại là dàn áo trên xe là zin hết anh em. Dàn áo trên xe là chưa có dặm tút gì hết. Rồi ốc tán đồ mọi thứ rất là ok. Xe này là của cô em mình ở trên Buôn Mê Thuột các bạn. Thì cái này cái con này mấy anh em mà chốt thì cô em nó để giá lên quanh đâu đó khoảng tầm 365 triệu là chính chủ đứng tên. Hiện tại là biển là đang là biển tỉnh nha, biển Đắk Lắk. Thì các bạn rút về Sài Gòn thì thuế nó cũng ít thôi, chứ không có gì vấn đề. Xe thì đã được vô cái chống đổ khung với lại một cái set đèn tool 5 bóng. Rồi một cái bát bắt cái ba ga sau với lại bát bắt hai cái thùng các bạn. Bô hiện tại là bô đã móc rồi chứ không có còn zin nữa nha anh em. Nổ máy cho anh em nghe thử. Thì một tí nữa mình chùm cái full face vô, mình chạy test một vòng với cái thân hình của mình 1m65. Mình ngồi trên con S1000XR này cho anh em coi thử coi là giữa anh em 1m6, kể cả cái con này mấy anh em 1m63 hoặc là 1m62 mấy anh em ngồi cũng bình thường. Thì thực tế riêng về xe mô tô, mấy bạn chỉ cần chống được một chân thôi là nó cũng khá là ok rồi. Sợ những cái con xe nào mấy bạn không chống được hai chân. Nếu mà những xe không chống được hai chân, mấy bạn cần phải có kỹ năng phải tốt. Thì con này cô em đang kêu bán là 365 triệu. Cô em này chơi chung với mình nó cũng khá thân. Tính ra chơi chung với mình từ cái thời mà Team Novo. Tính tới thời điểm hiện tại cũng khoảng tầm 13-14 năm rồi. Hiện tại là đang nghỉ chơi mô tô, bán để đổi qua bán tải. Kiếm cái con Triton 2022 đồ chơi. Thì mấy bạn muốn biết là cái Odo của nó mà nó có chuẩn hay không á, thì các bạn có thể coi cái cặp dĩa zin á.
dĩ viên ở đây nè, nó sẽ có hơi có cái gờn nhẹ. Còn ví dụ mà gờn nó quá sâu á, phải tùy theo là cái người chạy nữa. Như ví dụ giống như là đúng cái chất xe này là audio nó sẽ là chưa có tua, ốc tán đồ mọi thứ đồ nhìn nó còn đẹp đẽ ken sờ ben đó, dễ thì mấy bạn về các bạn mà muốn nó mới á, tại vì bây giờ mà cái con xe mà đi mà trên 20.000 cây thì mấy bạn không đòi được là cái chi tiết nó phải ken giống như xe mới được. Những cái này các bạn muốn mới thì các bạn về các bạn có thể mài bớt cái sọc đi, dĩ trước dĩ sau cũng vậy. Còn mấy cái chống đổ khung đồi nọ thì các bạn về các bạn có thể sơn mới lại. Còn dàn áo hiện tại là chưa có chày xước, chưa có gì hết. Hiện tại là dàn áo là còn zin hết, đang dán keo trong. Về mấy anh em có thể lột hết keo trong ra, quấn bóng đồ lại hết là ken xe ben. Chỉ có cây bô là nó hơi cũ thôi. Còn lại mọi chi tiết là nó tươi tắn như thuở ban đầu các bạn. Xe này để anh em đi tour, đi phượt, đi hai người đồ cực kỳ thoải mái. Và cái con này nó chạy cũng rất là mạnh nha. Nếu mà so về những cái con mà trong phân khúc mà ngồi thoải mái giống như hạt lay với lại trơm á, thì thực tế con này nó là Fit Pro. Nó thì chỉ có sánh với lại mấy con như Multistrada của Ducati thôi, chứ nó không có thể so sánh với những cái form mà ngồi thoải mái giống như kiểu Rustic được. Con này đi hai người là cũng cực kỳ thoải mái luôn, không có vấn đề gì các bạn. Xe này là cứ mấy anh em chốt thì có thể thương lượng giá cả. Cái này bao anh em vô trong hãng check từng chi tiết, từ máy móc cho tới nồi niêu son chảo cho tới mọi thứ. Thì cái này là mấy bạn cứ vô hãng check có vấn đề gì thì mấy bạn không phải tốn một cái chi phí nữa hết. Mọi chi phí là chủ xe người ta lo cho các bạn hết rồi. Còn cái tiền mà thuế má mà để rút về đâu thì các bạn phải tự chịu không? Đây là mình là 1m65 ha. Chạy thử cho anh em coi. Góc lái nó cũng khá rộng luôn nha anh em. Góc lái cực kỳ rộng. Nó rộng hơn con nách. Tí nữa mình rảnh mình chụp cái full frame, mình chạy một vòng Sài Gòn cho anh em coi thử cái con này đi trong phố nó có nóng hay không, rồi cái tư thế ngồi, rồi cái xử lý ở trong phố của nó là nó có thoải mái hay không. Như về cái form con này các bạn thấy mình 1m65 ngồi là cực kỳ thoải mái rồi. Còn ở trên thị trường có nhiều con xe cũng có giá 320, 330, 340 cũng có nữa. Nhưng mà để mà tùy theo mỗi người, người ta sẽ có một giá khác nhau và cái độ chất xe khác nhau nè. Còn như cái con xe này là về mọi thứ như ốc tán, đầu lòng, đồ mọi thứ là mình thấy nó cũng còn khá là ok. Còn chỉ có cái phần cổ bô về mấy anh em có thể tẩy rửa đồ lại cho nó sáng lại. Chứ còn về chủ yếu là mình quan trọng một cái con xe, mình quan trọng máy móc nguyên zin, được chích hãng chuẩn chỉ 100%. Và cái thứ ba là giấy tờ nó nghiêm chỉnh. Và còn cái chuyện mà dàn áo nó xước chày chụa nhẹ nhẹ thì chuyện nó không có vấn đề. Chủ yếu là cái sườn của mình nó còn chuẩn hay không. Rồi dàn chẳng ba, dàn phuộc, máy móc, chủ yếu là như đó. Chủ yếu là những cái về mà công năng và cái độ an toàn của một con xe. Và cái đồ về cái pháp lý của một con xe. Chứ còn những cái như xước xước nhẹ nhẹ không vậy, mình về mình làm 1 phút 30 giây. Rồi, các bạn nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho mình 0903 678 978. Gặp Mr. Ken. Con này là khoảng 365 triệu, anh em cứ qua coi xe trực tiếp thì mình có thể thương lượng cái giá cả. Có thể fix anh em được vài đồng để làm giấy tờ hồ sơ gì đó. Rồi. Ây da, nói chung là nó cũng không có nặng lắm đâu anh em. Nó cũng nhẹ lắm, mình 1m65. Nhiều khi cái mình chạy mô tô quen, mấy bạn thấy mình lên mình đá trống rồi thấy nó nhẹ nhàng.